Xin chào buổi sáng khán giả 360 độ ngon. Vào buổi sáng thì mọi người thường có thói quen là ăn bánh mì kẹp thịt nè, bánh mì ốp la hoặc là bánh mì chảo. Nhưng mà buổi sáng ngày hôm nay thì Bảo sẽ dẫn mọi người đi ăn một loại bánh mì mà chắc chắn là khi nhắc đến tên nó thì mọi người sẽ tò mò. Bánh mì ngày hôm nay Bảo quyết định thử có tên là bánh mì hấp. Dạ, em chào chị ạ. Wow, bước vô thấy là thịt nướng là chả giò ngon quá. Nhưng mà quan trọng là cái món ngày hôm nay em đến và bánh mì hấp. Em không rõ bánh mì hấp là như thế nào chị? Bánh mì hấp là mình xào thịt bò với lại củ sắn. Món này chỉ có Sài Gòn, chỉ có một mình quán chị là có bán. Còn một mình quán chị. Đây cũng là lý do mà ngày hôm nay Bảo ghé đến quán. Nhưng mà bánh mì hấp mình sẽ chế biến như nào, mình ăn như thế nào chị? Mình cuốn rau sống với lại dưa leo, rồi mình ăn với lại thịt bò xào. Chị bán ở đây là 40 năm rồi. Wow. Cái này là của mẹ của chị bán rồi, bây giờ để lại cho chị. Nhưng mà chị ơi, cho em hỏi là hiện tại là cái địa chỉ của mình là số mấy vậy chị? 195 Cô Giang. 195 Cô Giang. Dạ, nhưng mà em có thấy cái bảng ở ngoài là có để dời về là sao chị? Chị sẽ dời quán lại đằng đó. Là địa chỉ số mấy à? 175 C Cô Giang, quận nhất. 175 C Cô Giang, là vài ngày nữa thì quán sẽ được dời về số 175 C, là cùng con đường này đi xuống phải dạ, không chị? Dạ đúng rồi em. Là cách nhau 10 căn nhà. Cách nhau chỉ 10 căn nhà thôi, từ 195 dời về 175. Và có lẽ là bây giờ thì em sẽ gọi cho mình một phần bánh mì hấp và em ở trong đời. Dạ, em cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Và bà đã có được cho mình một cái phần bánh mì hấp và một cái dĩa rau rất là hấp dẫn ở đây với một ít cải salad. Rồi rau thơm, dưa leo, giá sống, một chén nước mắm. Và đặc biệt là cái nhân vật quan trọng của chúng ta ngày hôm nay là một cái đĩa bánh mì. Nó ở trên là thịt bò xào với lại củ hành trắng. Wow. Bình thường thì chị ăn bánh mì kẹp thịt, bánh mì chảo hoặc là bánh mì ăn với bò bít tết thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì cái miếng bánh mì hấp rồi ở trên là rất là nhiều đậu phộng, mì phủ lên trên nữa. Đây là một cái miếng bánh mì hấp, wow, rất là mềm. Rất là thơm, thơm của thịt bò xào, thơm của mỡ hành nữa. Và cái phần bánh mì khi mà gấp lên thôi thì Bảo cả cảm nhận được nó bắt đầu nó mềm luôn rồi. Miếng bánh mì rất là lạ. Đầu tiên là cái miếng bánh mì mềm mềm mà dẻo dẻo, rất là vừa ăn. Tại vì cái miếng bánh mì được thấm thêm cái phần gia vị của cái nước xào bò, rồi cái thơm thơm của bò nữa, rồi chút xíu của hành trắng nữa. Cái phần bò được xào rất là kỹ và mềm. Trong bò thì có thêm củ hành, đậu phộng, phải không? Một chút ít mỡ hành và đặc biệt là có thêm cái củ sắn giòn giòn ngọt ngọt. Để ăn mà trọn vẹn cái món này thì mọi người sẽ có thêm cái đĩa rau ở bên này. Sẽ cho cải salad, rồi cho bánh mì, rồi rau thơm, dưa leo, giá sống cuộn lại với nhau, rồi chấm với mắm, cho một chút ớt vào, nước mắm. Rồi chấm vào nước mắm. Hay quá. Nhưng mà có rau vô thêm được. Cái thơm thơm của rau rồi. Và đặc biệt là bây giờ mới cảm nhận được là cái bùi bùi béo béo và cái mềm mềm của bánh mì á, cái vị rất là lạ. Rồi một chút xíu thơm thơm của thịt bò nữa. Rất là nhiều vị trong cái cuốn này. Gần như là Bảo cảm nhận được là cái phần bánh mì này nó khác hẳn hoàn toàn với tất cả những cái món bánh mì mà Bảo thường ăn, như là bánh mì kẹp thịt, chén nước chấm này thì cũng rất là vừa ăn, hơi ngọt ngọt chút xíu thôi. Nhưng mà Bảo nghĩ rằng là sẽ phù hợp với tất cả mọi người luôn. Lúc nãy á, chỉ ăn cái phần bánh mì này không á, thì nó chỉ có cái cảm giác lạ miệng thôi, nhưng mà nó sẽ hơi ngán. Còn khi mà có rau thêm nữa thì Bảo nghĩ rằng là cái đĩa bánh mì này và cộng thêm cái lớp cái phần rau này nữa sẽ hòa quyện lẫn nhau rất là tuyệt vời. Nó sẽ cho một cái vị rất rất khác
so với mà những cái món bánh mì mà mọi người được ăn, và chắc chắn là điều đó luôn. Họ nghĩ rằng là cái phần bánh mì hấp ban đầu nghe cái tên thì nó cực kỳ đơn giản, nhưng mà khi mà thấy được cái phần rau cuộn lại chấm với nước mắm, và đặc biệt là cái hương vị của cái miếng bánh mì này, sẽ thấy rằng là cái phần bánh mì hấp này rất là kỳ công. Phần thịt bò mềm mềm, rồi cái mềm của bánh mì, rồi cái thơm thơm của mỡ hành nữa, cuốn bên hầu chấm nước mắm cay cay, tuyệt vời. Bạn thấy rằng là cái món bánh mì hấp này phải nói rằng là rất là lạ và rất là ngon luôn, tại vì nó có rất là nhiều yếu tố. Đầu tiên là buổi sáng thì bình thường mọi người rất là quen với món bánh mì, với bánh mì kẹp thịt hay là bánh mì chảo, thì ngày hôm nay thì cũng có cái món bánh mì nhưng mà lại là thịt bò được cho lên trên rồi cuốn với lại rau, và đặc biệt là cái độ tươi của rau, những cái miếng rau thơm cũng được chủ quán lựa chọn rất là kỹ, rồi dưa leo, giá sống và một chén nước mắm chấm vô nữa. Một cái hương vị bỏ thấy rằng là rất là quen thuộc nhưng mà ăn vô lại cực kỳ lạ miệng, và nó có một cái gì đó rất là ngon ở trong đó. Bạn nghĩ rằng là với món bánh mì hấp này thì mọi người nên thử một lần, với những ai hàng ngày ăn bánh mì cũng được nữa, nên thử một lần sẽ cảm nhận được cái hương vị rất khác so với bánh mì bình thường mọi người ăn. Vừa rồi là những cảm nhận riêng của Bảo, và vào buổi sáng ở trong quán thì cũng có rất là đông thực khách đang thưởng thức món bánh mì hấp này. Có lẽ là Bảo phải hỏi một vài câu về cảm nhận của họ mới được. Dạ, con chào cô ạ. Cô đã từng thử cái món bánh mì hấp ở quán chưa? Quán này là nổi tiếng từ lâu rồi, cô cũng thường xuyên ăn ở đây mà. Dạ. Nhưng mà con thấy là bình thường thì mình ăn bánh mì kẹp thịt, bánh mì ốp la rồi thì cái bánh mì nó sẽ giòn giòn, còn với bánh mì hấp này thì sẽ hơi mềm. Cô cảm nhận cái món nó như thế nào? Mềm nhưng mà nó có cái độ ngon riêng của nó. Ở đây là xào bò là bò mềm mà thơm nữa. Cái độ bánh mì á, mềm á, thì mình cuốn vô cải á, mình chấm rất là ngon. Dạ, rau cải nó thơm hòa quyện với nhau. Dạ. Vậy cộng thêm cái nước mắm nữa. Cô thấy rằng là giá cả của một đĩa bánh mì hấp như vậy là phù hợp không ạ? Theo cô á, thì cái 50.000 á, thấy nó cao thiệt nhưng mà dạ, ăn xứng đáng đồng tiền. Dạ. Tại vì một dĩa bánh mì hấp nè, là nói nếu mà nói người mà ăn ít á, thì hai người ăn mới hết dĩa bánh mì hấp, chứ một người cũng ăn không hết. Dạ. Thành ra 50.000 cũng đâu có mắc đâu. Dạ. Trong một cái đĩa bánh mì hấp vậy thì có rau, có nước mắm, thì chị thích cái nào nhất trong cái đĩa đó, một cái yếu tố nào nhất? Trong cái đĩa bánh mì á, thì chị thích nhất là bò. Dạ. Xào ăn rất là vừa miệng. Ở quán ngoài bánh mì hấp ra thì vẫn còn rất là nhiều món, thì chị còn biết đến món nào và chị thích món nào ở quán nữa? Còn bánh hỏi nè em, với lại bún thịt nướng. Cái thịt nướng á, ướp á, ăn rất là ngon. Chị thấy cái giá cả rất là phù hợp. Dạ, khoảng tầm bao nhiêu tiền một món? Bún á, thì là 40. Dạ. 40.000, nhưng mà nếu mà mình ăn cái tô bún 40.000 như vậy á, thì nó cũng vừa cái túi tiền của mình. Dạ. Em cảm ơn chị rất nhiều. Có thể thấy rằng là với món bánh mì hấp là một món ăn rất quen thuộc nhưng cũng rất lạ miệng với tất cả mọi người, với cái lớp thịt bò được xào bên trên, và đặc biệt là cái phần bánh mì sẽ được hấp và cuốn với rau và được chấm với nước mắm. Bảo nghĩ rằng đây là một món ăn vào buổi sáng mà mọi người phải nên thử một lần cho biết. Còn bây giờ thì có lẽ là Bảo sẽ thưởng thức hết cái phần bánh mì này của mình và bắt đầu công việc của buổi sáng. Xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị nha.